mọi người, hiện tại thì mình đang ở cung đường Ngô Quyền của phường 1, thành phố Cà Mau, vùng xứ đất mũi Cà Mau mọi người. Hiện tại thì khoảng 6 giờ thì thành phố Cà Mau, những cung đường như sau lưng mình đây là đã lên đèn hết rồi. Cung đường, người dân thì rất là náo nhiệt, cảnh của thành phố về đêm của thành phố Cà Mau rất đẹp. Được biết là hiện tại thì thành phố Cà Mau đang có lễ hội cua, thì như thế nào một chút xíu mình sẽ đến tham quan rồi ghi hình chia sẻ cùng mọi người lễ hội cua của thành phố Cà Mau mọi người ha. Như vậy là hiện tại thì mình đang ngồi trên xe và đi một vòng, và có nhờ cameraman quay cho mình vị trí mình đang đứng là khu vực đường Ngô Quyền của phường 1 và phường 2 thành phố Cà Mau mọi người. Như mình quan sát thấy như thế này nè, bây giờ mình nhìn đèn đỏ thì cảnh của các bạn trẻ đi lại bên trong những cung đường như thế này rất là nhiều. Bởi vì hôm nay là những ngày cuối tuần á, cho nên mọi người đến tham quan khu vực này để cùng trải nghiệm những cái dịch vụ bên trong của thành phố Cà Mau thì thực sự rất thú vị mọi người ha. Wow, có nhiều quán cà phê nhơ ha mọi người. Rất thú vị ha. Mình đang di chuyển qua bên tay trái của mình đó là sân vận động Cà Mau mọi người. Thì buổi tối thì sân vận động Cà Mau thì cũng khá vắng vẻ ha. Chỉ những cái cung đường bên tay phải mình đó là những cái quán nhậu nè, rồi những cái nơi gọi là cà phê, nói chung là ẩm thực mọi người thì có vẻ đông đúc hơn ha. Thì mình vừa lái xe như thế này, rồi tập trung lái xe, rồi vừa đi vừa nói chia sẻ cho mọi người một vài cái góc ảnh thân thương những cung đường của thành phố Cà Mau mọi người ha. Bây giờ mình sẽ rẽ trái, rẽ phải mọi người ha. Rẽ phải. Đây là góc đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Ngọc Hiển mọi người. Mình đang di chuyển vào khu đang có diễn ra lễ hội cua Cà Mau mọi người. Thì đây là lần đầu tiên khi mình đến với lễ hội cua ha. Đến với vùng đất mũi Cà Mau này cũng nhiều lần rồi, nhưng chưa có dịp để tham gia một cái lễ hội gọi là lễ hội cua bậc nhất của khu vực này. Phố lên đèn thì trông rất đẹp, phải không mọi người? Hy vọng tất cả mọi người cũng đồng hành với kênh du lịch và khám phá kênh Ken Vlog, video clip ghi hình về thành phố Cà Mau về đêm. Và đỉnh điểm mình đang di chuyển đến là khu vực vui chơi giải trí lễ hội cua Cà Mau mọi người ạ. Vị trí này là ngã tư đường Phan Ngọc Hiển và Nguyễn Trãi của thành phố Cà Mau ha mọi người. Rất là tắc bật. Lượng xe du lịch ở các nơi đổ về đây mình thấy cũng rất là nhiều luôn á. Wow, nhiều xe ha. Xe biển số 69 thì cũng khá nhiều. Những cung đường rất là náo nhiệt ha mọi người ha. Thành phố Cà Mau về đêm thì rất là đẹp mọi người, đặc biệt là sắp tới đây là những cái dịp lễ Tết cổ truyền của Việt Nam á, cho nên đang có trang hoàng rất là nhiều đèn hoa sặc sỡ ha, đủ các màu sắc ha mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào phía cung đường bên tay trái. Mình sẽ rẽ trái ha mọi người, cung đường Trần Hưng Đạo ha. Bây giờ chờ đèn đỏ. Thì bên trong cung đường Trần Hưng Đạo này thì đang có diễn ra lễ hội cua Cà Mau năm 2022 lần thứ nhất đó mọi người. Lễ hội cua Cà Mau thì diễn ra từ ngày 23 tháng 12 cho đến 31 tháng 12 năm 2022 tại cung đường Trần Hưng Đạo của thành phố Cà Mau mọi người. Ở đây mình thấy di chuyển tới đây mình thấy có cái cổng chào nè, lễ hội cua Cà Mau lần thứ nhất ha. Đẹp quá ha mọi người ha. Mình chạy từ từ vừa quan sát các cái tình huống giao thông
để đảm bảo sự an toàn, và nhờ cameraman khác để ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Hy vọng tất cả mọi người hãy đồng hành với kênh Vlog Vi Giáo ghi hình về thành phố Cà Mau về đêm và lễ hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 mọi người. Cung đường Trần Hưng Đạo thì trông có vẻ sáng sủa và sáng đèn ha. Hai bên đường thì quan sát thấy thì nhiều cái nhãn hiệu thời trang nè. Rồi bên trái thì là nhà hàng khách sạn rất rất nhiều. Quả thật đây là lần trở lại với thành phố Cà Mau. Thì các cung đường rất náo nhiệt và sôi động hơn thảy mọi người. Đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng và nhiều cái cửa hàng kinh doanh về các cái mặt hàng về ẩm thực đó mọi người, trở nên đông đúc hơn và sôi động hơn ha mọi người ha. Vị trí mình đang dừng là cung đường ngã tư Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Trường mọi người, đường Bùi Thị Trường ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển thẳng cung đường Trần Hưng Đạo để đến với chợ đêm, chợ cua diễn ra lần thứ nhất năm 2022 của thành phố Cà Mau đó mọi người ạ. Let's go mọi người. Đây là giao nhau giữa đường Nguyễn Du và đường Trần Hưng Đạo. Bên phải chỗ mình vừa ghi hình là có một cái hồ thủy rất là lớn ha mọi người. Như vậy là mình đã di chuyển đến công viên để tham quan ngày hội cua Cà Mau năm 2022 tổ chức lần thứ nhất. Hội chợ mua sắm khuyến mại kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam Thái Lan, kết nối các sản phẩm OCOP mọi người ha. Quá lớn luôn mọi người, khu vực tổ chức sự kiện thì rất là lớn. Đây là cái cổng bên ngoài á, thì khi mình di chuyển tới đây thì rực sắc đèn và rất là đông. Rất đông bà con đến tham quan khu ngày hội cua Cà Mau năm 2022 tổ chức lần thứ nhất ha. Rất hùng vĩ, rất đẹp mọi người. Lễ hội này thì mọi người sẽ phải mua vé để vào bên trong tham quan và thưởng thức những món ẩm thực. Bên trong thì lễ hội thì còn là nơi buôn bán tất cả rất là nhiều sản phẩm kích cầu cuối năm của Việt Nam và Thái Lan mình đó mọi người. Để có sức mua sắm với mức giá khuyến mại cực sốc, nhận 100% phần quà may mắn mỗi đêm, gặp gỡ những ca sĩ thần tượng mà mình yêu thích, ban tổ chức xin trân trọng thông báo hiện nay khách vào tham quan hội chợ khá đông. Đề nghị quý bà con, quý doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, giữ gìn hàng hóa tư trang, nhất là dây chuyền, túi sách và điện thoại di động, đề phòng kẻ gian lợi dụng. Quá đông rồi ha mọi người ha. Rất mong quý doanh nghiệp và bà con lưu ý. Ban tổ chức đề nghị các lực lượng công an ninh, vệ sĩ, bảo vệ trật tự tập trung triển khai tốt các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp và bà con đến tham quan mua sắm. Xin chân thành cảm ơn. Wow, đông quá ha. Đây là lần thứ nhất diễn ra ngày hội cua Cà Mau, cho nên mọi người, mọi du khách đến với thành phố Cà Mau đều hòa vào cái không khí vui tươi ngày hội này mọi người. Và đặc biệt hơn, mình tin chắc rằng người dân địa phương cũng sẽ rất vui vẻ và hòa vào cái không khí này với tất cả du khách khi đến du lịch tại thành phố Cà Mau mọi người ha. Lễ hội này thì mọi người sẽ phải mua giá vé để vào bên trong ha. Thì giá vé vào cổng là 30.000 cho một người ha mọi người. Sở hữu giá vé trên tay bây giờ sẽ di chuyển vào bên trong tham quan mọi người ơi. Dạ cảm ơn. Ngày hội cua Cà Mau Festival Cà Mau Crabs Festival. Wow, rất là đông luôn nha. Bây giờ mình sẽ chọn một cái cung đường lối đi thẳng vào bên trong. Rất là đông luôn mọi người ơi. Wow wow, đông lắm luôn á mọi người. Lễ hội cua Cà Mau
rất đặc sắc ha. Đã từ lâu thì thành phố Cà Mau được mọi người biết đến là vùng đất mũi Cà Mau, nơi tận cùng của vùng đất đất lãnh thổ Việt Nam mình, vùng đất thiêng mọi người. Điều đặc biệt nữa khi đến với Cà Mau thì các cái địa điểm du lịch ngày càng phát triển hơn, và đặc biệt trong những ngày cận Tết và những ngày lễ thì khu tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều lễ hội trang hoàng để kích cầu du lịch, cũng như là việc mua bán, mua sắm của bà con trong khu vực này nói riêng và của các khu vực lân cận miền Tây Nam Bộ nói chung mọi người ha. Wow, đẹp quá ha. Di chuyển tiếp vào cung đường này, khu Cà Mau thì bên trong đây thì mình thấy ẩm thực, khu phố này là khu ẩm thực đó mọi người, cho nên bên trong là có nhiều bàn ghế để cho mọi người đến thưởng lãm khám phá ẩm thực nơi này ha, rất thú vị luôn á. Wow, khu phố ẩm thực đây mọi người ơi. Mình đi một vòng ghi hình chia sẻ cùng mọi người không khí náo nhiệt của lễ hội cua Cà Mau mọi người ha. Đông lắm luôn á mọi người ạ. Wow, wow, nhìn hấp dẫn lắm mọi người ơi. Rất là đông cho mọi người đến tham quan lễ hội luôn ha. Bên trong đây á, là mình thấy là có những cái giải là bán về bàn ghế, tủ ghế, tủ gỗ mọi người, rất là nhiều. Rồi có một cái khu phố ẩm thực, tất cả những cái món. Bên trong đây á, là những cái món nướng nè, món ăn liền, ẩm thực miền Tây. Và có rất là nhiều cái món liên quan tới cua mọi người. Rất thú vị ha, trông có vẻ rất là náo nhiệt đó mọi người ạ. Wow, 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 rất là nhiều món nè, hấp dẫn quá ha. Mình sắp di chuyển tới là khu vực những cái món về của Thái á mọi người, ẩm thực đường phố của Thái ha, nhìn rất là ngon luôn á, gỏi Thái, bún Thái rất là nhiều mọi người. Không khí như đã vào xuân rồi mọi người, rất là đẹp luôn ha. Lễ hội ánh sáng mọi người ạ.
Có những cái khu vực trò chơi rất là truyền thống, giống như khu vui chơi hội chợ mọi người, cũng rất là thú vị để cuốn hút bọn trẻ, phải không mọi người hả? Rất là thú vị ha mọi người ha. Lễ hội cua Cà Mau kết hợp là những cái hình thức mua bán kích cầu vào dịp Tết thì và những cái lễ hội ánh sáng như thế này, đặc biệt là bên trong có nhiều khu vui chơi cho trẻ em nữa mọi người, cho nên cuốn hút rất là đông du khách cũng như là người dân địa phương khi đến nơi này mọi người ha.
khu vực gọi là mua sắm các sản phẩm của Việt Nam và của Thái Lan đó mọi người. Thì đây là một cái hội chợ kích cầu cho người dân địa phương cũng như là người dân trong vùng khu vực miền Nam, và đặc biệt đến cho để phục vụ cho tất cả mọi người khi có nhu cầu về mua sắm các sản phẩm bên trong đây ha mọi người ha. Rất là nhiều sản phẩm, mình thấy chén dĩa và các cái vật phẩm khác, cái vật dụng khác rất là hữu ích. Nếu mọi người đang có nhu cầu thì mua những cái sản phẩm Thái Lan và đặc biệt là những sản phẩm của Việt Nam mình chất lượng cao thì hãy tranh thủ đến với lễ hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2022 mình ha. Bây giờ mình di chuyển tiếp bên trái mình đây là khu vực bán quần áo rất là nhiều sản phẩm ha mọi người. Nhiều lắm luôn á. Wow, một chiếc xuồng cua luôn mọi người. Hấp dẫn quá ha. Sáu trăm rưỡi ký hả anh? Là cua này hả? À, cua này cua lớn ha. Cua 650 ký nha mọi người. Cua rất là ngon luôn ha. Nhìn rất là to luôn á. Này cua nhất hả? À cua nhất. Ngon quá ha. Chế biến là tính công không? Một con này là khoảng 600 gram hả? Và đây là thành quả một con cua 390 nè mọi người. 390 ha, rất là ngon luôn á. Con cua này là 600 gram nè mọi người, giá trị 390, rất là ngon luôn. Bây giờ cùng thưởng lãm, kính mời tất cả mọi người ha. Rất ngon, thơm ngon, bổ dưỡng ha mọi người ha. Wow. À, cua nè. Wow, quá đã. Ở bên trong đây thì mình thấy bán nhiều cái sản phẩm về nông nghiệp nè mọi người, ví dụ như hạt giống á, đủ thứ các loại luôn hết mọi người ha. Bên trong đây là mắt kính, giày dép, quần áo luôn mọi người, rất là đầy đủ ha. Đây là những cái sản phẩm về dây nịt, da cá sấu, da bò. Thì mình thấy có một cái da cá sấu đang treo lơ lửng này luôn rồi mọi người. Wow, da cá sấu luôn nha.
Như vậy là video ghi hình lễ hội cua Cà Mau diễn ra lần thứ nhất năm 2022 và lễ hội kích cầu tiêu dùng những ngày sắp Tết của thành phố Cà Mau của kênh du lịch và khám phá kênh Ken Vlog đến đây xin tạm dừng. Bây giờ chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và sớm có chuyến du lịch về với Cà Mau để thưởng lãm cảnh đẹp của nơi này, và đặc biệt là lễ hội kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng của thành phố Cà Mau mọi người nhé.